Kim Gubin tái xuất với cơ thể vạm vỡ, bắp tay như bóp nghẹt trái tim chị em hay gì? Sau thời gian điều trị bệnh ung thư vòm họng, Kim Gubin bắt đầu trở lại hoạt động nghệ thuật khiến các cô gái mất ăn mất ngủ vì vẻ ngoài đỉnh cao. Trong loạt ảnh mới nhất, Kim Gubin khiến đông đảo người hâm mộ háo hức trông đợi trở lại với các dự án phim ảnh. Vào ngày 24 tháng 3, nam diễn viên Kim Gubin đã đăng một loạt bức ảnh trên tài khoản Instagram chính thức. Đây là những hình ảnh hậu trường của buổi chụp ảnh mà anh thực hiện trong thời gian vừa qua. Và điểm nhấn chính khiến người hâm mộ chú ý chính là thân hình lực lưỡng mà anh lấy lại được sau thời gian chữa bệnh. Mỹ nam những người thừa kế diện chiếc áo ngắn tay ôm body cùng quần jean đơn giản. Điều gây choáng nhất đó chính là giờ đây anh đã lấy lại được body cơ bắp lực lưỡng, khác xa với diện mạo gầy gò ốm yếu khiến fan lo lắng trước đó. Bắp tay rắn chắc của Kim Gubin còn được đùa là như muốn bóp nghẹt trái tim fan girl. Nhìn loạt ảnh này, dân tình càng nôn nóng chờ đợi ngày tình địch Lee Min Ho trở lại màn ảnh. Bức ảnh nhận về lực tương tác khủng, fan hâm mộ thi nhau dành tặng anh những lời khen, đẹp trai quá đi mất, cánh tay cơ bắp nhìn mà mê. Ôi ngóng Gubin trở lại màn ảnh quá, thật hạnh phúc khi thấy anh khỏe mạnh và nhiều năng lượng như vậy. Sau một thời gian quay trở lại làng giải trí, Kim Gubin đã hoàn toàn lấy lại được ngoại hình điển trai và phong độ vốn có. Điều này khiến đông đảo người hâm mộ vô cùng vui mừng. Bởi trước đó vào thời điểm còn chiến đấu với bệnh tật, Kim Gubin từng khiến fan xót xa khi xuất hiện với khuôn mặt hốc hác và dáng người gầy gò. Năm 2017, Kim Gubin từng khiến nhiều người hâm mộ đau lòng khi biết tin anh mắc phải căn bệnh ung thư vòm họng. Khi ấy, Kim Gubin và bạn gái Shin Min-ah đã hẹn hò được 2 năm và đang trong thời gian hạnh phúc nhất. Cô đã ở bên và trở thành nguồn động viên cho Kim Gubin trong thời gian chiến đấu với bệnh tật. Sau khi bình phục, Kim Gubin nhiều lần bày tỏ mình biết ơn vì sự hiện diện của Shin Min-ah đến mức nào. Đầu năm 2019, sau gần 2 năm chống chọi, sức khỏe của nam tài tử bắt đầu có những chuyển biến tốt. Cuối năm ngoái, Gubin đã tổ chức một buổi fan meeting để gặp gỡ và cảm ơn những người luôn theo dõi và ủng hộ anh suốt thời gian dài. Sau 2 năm vắng bóng, Kim Gubin đã ký hợp đồng với công ty quản lý AM Entertainment của Shin Min-ah và hiện đang quay bộ phim khoa học viễn tưởng Island. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Kim Gubin chia sẻ rằng anh luôn nhắc nhở bản thân phải yêu thương chính mình. Anh giải thích, tôi đã không thực sự chăm sóc tốt bản thân trong một quãng thời gian. Tôi chăm sóc tốt cho người khác nhưng tôi lại chẳng tử tế với bản thân của mình. Bây giờ tôi yêu và thấu hiểu chính mình. Hiện nay, nam tài tử khiến nhiều người trông đợi khi sắp trở lại với bộ phim The Island của đạo diễn Choi Dong-hoon. Trong thời điểm mắc bệnh nặng, Kim Gubin luôn được bạn gái Shin Min-ah ở bên chăm sóc. Sau thời gian ở ẩn trị bệnh, nam tài tử School 2013 đã hồi phục sức khỏe và trở lại làng giải trí. Hẹn hò từ năm 2015, Kim Gubin và Shin Min-ah đã cùng nhau đi qua mọi giông bão sóng gió. Chính vì thế mà mối tình của họ nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Trước đó, chương trình Rumor Has It gây bất ngờ khi tiết lộ thông tin từ người thân cận, cho biết cặp sau này có dự định kết hôn vào năm 2021. Từ đó đến nay, phía Kim Gubin và Shin Min-ah vẫn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về việc này. Kim Gubin sinh năm 1989, anh gia nhập showbiz với vai trò người mẫu nhờ sở hữu chiều cao 1m88 và dần tạo được dấu ấn khi chuyển hướng sang diễn xuất. Các tác phẩm nổi tiếng của ngôi sao sinh năm 1989 có thể kể đến như School 2013, Người thừa kế, Yêu không kiểm soát, Tuổi 20, Ông trùm.